Là sư phụ sẽ nói về những cái tạo thành cái nhà cảm xạ mà giỏi, những cái điều kiện cần và điều kiện đủ để mọi người khi tập chúng ta phấn đấu, để chúng ta quyết tâm, chúng ta luyện rèn và chúng ta có những cái để phát triển những cái trí tuệ mà chúng ta mong muốn. Tất cả mọi cái phương pháp luyện tập là đều dẫn tới là gì? Là chúng ta phải làm sao chúng ta khỏe, phải không ạ? Thế nhưng mà cái phương pháp của sư phụ Sơn thì nó khác hẳn. Đó là cái yêu cầu thứ nhất của sư phụ Sơn là luyện tập làm sao để thân tâm nó phải hợp nhất, thân và tâm nó phải hợp nhất. Đấy, luyện cái thứ hai nữa là năng lượng của bản thể là phải giữ được, phải tồn tại được và phải giữ được theo thời gian. Tức là thí dụ như bây giờ, thí dụ như của cô Tú là lên được 31 triệu đơn vị là rất là khủng khiếp, rất là mạnh. Đấy, chứ không phải đơn giản. Hoặc là như của Khánh là hôm nay bước vào buổi thứ ba, lớp thứ ba này và đang 8 triệu 2 mà luyện chỉ sau xem nào, có 1 tiếng 10 phút, 1 tiếng 5 phút mà Khánh đã lên được như thế rồi, tức là 11 triệu rồi. Tức là nó lên rất là nhanh. Thế thì cái yêu cầu của bộ môn cảm xạ năng lượng này là những yêu cầu cần ấy, là chúng ta phải luyện tập hàng ngày. Cái thứ hai là chúng ta phải buổi sáng chúng ta phải luyện múa cầu này, cá lượn này và tẩy hào quang này. Đấy. Buổi chiều hoặc là buổi tối thì chúng ta phải luyện thiền động này. Đấy, và đêm ngủ là chúng ta phải thiền tĩnh, tức là thiền nằm. Tức là gọi là ngọa thiền và nạp chữ, gọi là thiền nằm nạp chữ. Nếu chúng ta kết hợp được ba cái đó một ngày và không cần phải 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 nhiều thời gian các đệ nhé, thầy chỉ yêu cầu các đệ 15 phút buổi sáng, ba hoặc là đến 30 phút buổi sáng, còn buổi chiều tối trước khi đi ngủ nói thật ra chỉ cần có 15 phút mình rung động, 20 phút để khai mở luân xa thiền động, sau đó chúng ta nằm ngủ nạp chữ là chúng ta thành công 100% thành công. Bởi vì cái bí mật, cái bí quyết của cái nạp chữ này thì những người không học thì không thể biết được và cũng không thể có năng lượng mà để bảo vệ duy trì cái năng lượng cơ thể được, và chỉ có những người mà học của sư phụ mới có thôi. Thì các con công nhận không? Khánh công nhận không? Dạ vâng. Tú công nhận không? Nó là như thế. Thế còn cái tiêu chí thứ hai là tiêu chí thứ nhất là thân tâm hợp nhất này, tiêu chí thứ hai là luyện tập hàng ngày này với ba phương pháp này, tiêu chí thứ ba là chúng ta hãy tập quên để mà nhớ. Tức là những cái gì trước đây nó không tồn tại nữa mà mình cứ để trong đầu mình cancel nó đi, mình tập quên nó đi, mình phải xóa trong não của chúng ta để não chúng ta sẽ lập lại một cái neutron mới, một cái thứ năng lượng mới để nó nhập vào não của chúng ta. Đó là các cái phương pháp mà để chúng ta luyện tập, để chúng ta khai mở được các luân xa. Khi não chúng ta hoàn toàn ở trong một cái trạng thái, tức là trạng thái hưng phấn, trạng thái thoải mái, trạng thái không cáu gắt, trạng thái không lo âu thì chúng ta sẽ mới mới khai mở được các luân xa, bảy luân xa đại huyệt chính trong cơ thể chúng ta nắm cho thầy. Cái thứ tư nữa là khi chúng ta muốn thực hiện với các dụng cụ cảm xạ thì chúng ta cần phải vô thức. Cái thứ hai là chúng ta phải đặt câu hỏi thật chính xác, cụ thể, rõ ràng cho từng công việc ứng khi mà mình ứng dụng với các vận dụng của cảm xạ. Thí dụ như là chúng ta cầm con lắc thì chúng ta hỏi là người này tôi có chơi được với người ta hay không, có làm bạn được hay không. Thì khi mình hỏi người này một cái là mình phải tưởng tượng ra cái hình ảnh người đó, ít nhất là tưởng tượng. Còn nếu như người khác mà nhờ chúng ta để xem là có kết hợp bạn bè với người này không thì mình phải có cái ảnh của người ta ở trước mặt, ở trên cái máy điện thoại của chúng ta hoặc là một cái ảnh đó. Và đặt câu hỏi tiếp là nếu chơi được, kết hợp được, là bạn được thì lắc quay bên phải, và nếu không thì lắc quay sang bên trái, thì lúc đó con lắc nó mới dao động chuẩn cho mình.
Và cũng giống như vậy, mà nếu với cái đũa chữ Y thì là một cái đũa mà có thể dò tìm được mạch nước ngầm, thì chúng ta cầm cái đũa chữ Y, chúng ta phải hỏi là hãy cho tôi biết mạch nước ngầm ở đâu, và đi thật từ từ. Hãy cho tôi biết mạch nước ngầm ở đâu. Đấy là đũa chữ Y. Nhưng mà đũa chữ Y còn một cái tác dụng mà không ai khám phá ra. Đấy. Đó là đũa chữ Y có thể tìm được ác xạ gây bệnh phóng từ lòng đất phóng lên. Cho nên là chúng ta phải đứng ở trên giường và chúng ta tìm mình đặt câu hỏi là hãy cho tôi biết ác xạ ở khu vực giường ngủ của tôi ở đâu. Đấy. Thì cái đũa nó sẽ chiếu xuống và nó sẽ chỉ đúng đúng đích cái nơi mà ác xạ nó phát ra. Còn tuy nhiên là chúng ta còn một cái máy để tìm ác xạ như sư phụ đăng trên YouTube đấy, thì cái máy đấy rất nhiều người mua. Đấy, những người mà không cần phải học cảm xạ hoặc là những người quá già rồi, người ta cần mua cái đấy để người ta phát hiện ra ác xạ. Thì những nơi có ác xạ thì khi mà dùng cái máy 2-in-1 để mà tìm ác xạ, thì những người nào mà bị bệnh ung thư thì chiếu cái máy đấy vào chỗ mà người ta ngủ ấy, 100% lên đỏ lòm, và chắc chắn người ta bị bệnh ung thư mà chết. Cho nên là có những cái thứ mà sư phụ vẫn luôn luôn giảng dạy cho mọi người ấy, luôn luôn nói ở trên YouTube là phải hãy cẩn thận ở những cái khu vực chúng ta ngủ. Bởi vì một buổi tối chúng ta ngủ là chúng ta phải nằm 7 đến 8 tiếng nằm bất động. Đấy. Và năng lượng của chúng ta rất là yếu, lúc ngủ rất là yếu. Vậy nên chúng ta phải tìm bằng được các ác xạ gây bệnh phóng lên từ lòng đất ở tại cái giường ngủ của chúng ta. Và chúng ta phải chấn đá thạch anh của sư phụ luôn. Và khi chấn rồi chúng ta sẽ thấy rằng là sư phụ nói rất là chuẩn. Tức là khi chấn cái đá 12 mặt màu trắng ấy, mà cái loại 8-9 cân ấy, là các con có thể dùng cái đũa chữ Y không bao giờ tìm được ra cái ác xạ ấy nữa, vì nó chấn áp được luôn. Đấy, cho nên là nó rất là khoa học biện chứng. Cho nên cái môn cảm xạ năng lượng này nó là một bộ môn mà khoa học biện chứng, và nó có thể trả lời cho chúng ta rất cụ thể cặn kẽ nếu như chúng ta luyện tập hàng ngày đúng theo 3 phương pháp sáng, chiều và tối trước khi đi ngủ như thầy đã nói ở lúc trước. Cái thứ hai là chúng ta phải tập quên để nhớ, đừng dị nghị, đừng giữ những cái gì trong đầu, đừng những ai nợ ngày xưa còn là dăm ba chục năm rồi vẫn còn nhớ thì đừng nhớ nữa, quên nó đi, bởi vì người ta sẽ không giả mình bao giờ nữa đâu, nhưng người ta sẽ gánh nghiệp hộ mình. Cho nên là chúng ta đừng nghĩ rằng là mất tiền hoặc là người ta lừa đảo mình mà họ đã là thành công đâu, họ sẽ phải trả giá rất là nặng. Cho nên là chúng ta khi chúng ta mất tiền chúng ta cũng hết sức bình tĩnh. Cái thứ năm nữa là sư phụ dặn dò là khi mà trời giông tố, trời có sấm sét là chúng ta không nên dùng các dụng cụ để mà chúng ta hỏi về các việc nào đó, không nên. Cái thứ nữa là chúng ta nhớ là khi chúng ta đang bị bấn rộn, khi chúng ta đang bị áp lực, khi chúng ta đang mong cầu thì chúng ta cũng không bao giờ dùng những cái vận dụng cảm xạ, 4 cái dụng cụ mà của sư phụ tặng cho cái lớp online này, đó là lắc này, đó là đũa chữ Y này, đũa L này và đũa lò xo là không nên dùng, bởi lúc ý sẽ không chính xác đâu. Cái thứ 8 nữa là gì? Cái thứ 8 nữa là chúng ta tất cả dụng cụ chúng ta phải cất ở nơi sạch sẽ, và nếu như ai có điều kiện thì chúng ta có thể để ở chỗ cái tủ mà tủ thờ ấy, thì chúng ta cất vào trong cái tủ cho nó sạch sẽ, và tuyệt đối không cho ai mượn cái dụng cụ của chúng ta, bởi vì cái năng lượng của họ sẽ vào cái dụng cụ của mình và sẽ làm cho mình không nhạy đâu. Cho nên là dụng cụ mình phải cất đi, cất riêng. Cái thứ 9 nữa là khi mà trước khi dùng các cái dụng cụ là chúng ta nhớ là chúng ta phải xả thông tin cũ ra ngoài bằng cách là quay ngược chiều kim đồng hồ. Tất cả các dụng cụ là quay ngược chiều kim đồng hồ, và chúng ta ý thức là xả thông tin cũ ra ngoài. Quay bao nhiêu vòng cũng không quay ngược chiều kim đồng hồ. Cứ quay ngược chiều kim đồng hồ đấy ạ. Đúng rồi.
ngược chiều kim đồng hồ chứ. Cái thứ 10 là chúng ta nhớ là tất cả cảm xạ đồ chúng ta có thể tự chúng ta lập lên theo cái ý tưởng mà chúng ta cần biết về tâm linh. Cho nên là không phải chỉ có mỗi cái cảm xạ đồ tổng hợp của sư phụ, mà các đệ có thể lập được ra rất nhiều các cảm xạ đồ khác nhau theo cái việc mà chúng ta muốn nhé. Một cái nữa là chúng ta nhớ rằng là cảm xạ đồ thì không bao giờ được phép dùng hình tròn, đấy là sai lầm tuyệt đối, mà phải là dùng bằng một nửa hình tròn thì con lắc nó mới chỉ chính xác khi chúng ta đo bất kỳ một lĩnh vực nào. Thí dụ như chúng ta cần phải kiểm tra năng lượng của đất, kiểm tra năng lượng của người, của cây, của các cây cảnh chúng ta trồng, chúng ta cũng phải xem là cây cảnh đó có phù hợp với mình hay không. Nếu có thì lắc quay bên phải, không lắc quay bên trái, rất đơn giản vậy thôi. Nhưng mà đã có những gia đình sư phụ đến ý, là ốm cả nhà chỉ vì là trồng những cái cây mà nó tỏa cái hương ấy, cái năng lượng không tốt mà bị ốm hết. Đó. Cho nên là những nhà nào trồng cây là chúng ta cần phải kiểm tra từng cái cây một, là xem cây này năng lượng có phù hợp với tôi hay không. Đó. Hoặc là phù hợp với lại người trong gia đình của tôi hay không. Đúng rồi. Vì nhà ở mấy thế hệ liền. Đúng rồi. Với tôi và với mọi người thì mình sẽ hỏi từng người một. Đấy. Nói chung là cái hiệu quả cao của cảm xạ năng lượng đó là chúng ta phải điều truy ra tận gốc cái nhỏ nhất, từ cái nhỏ đến cái lớn. Đấy là cái kinh nghiệm, là phải truy ra tận gốc. Cái thứ hai là mình phải truy ra là bao nhiêu phần trăm thì chúng ta sẽ lập cảm xạ đồ phần trăm. Tức là thí dụ như là cái năng lượng này hợp với tôi hay không thì lắc trả lời hợp rồi, đúng không? Nhưng mà mình phải hỏi là hợp bao nhiêu phần trăm, thì chúng ta lại phải có một cái cảm xạ đồ là không đến 100%, ở giữa là 50%. Mình xem là cái phần trăm ấy là bao nhiêu phần trăm. Cũng giống như một con người là chúng ta hỏi là có nên kết hợp với tôi hay không, nhưng mà trên thực tế lắc nó trả lời là được, đúng không? Là nên kết hợp, đúng không? Nhưng mình phải hỏi là kết hợp, nếu kết hợp với người này thì tôi với người này được bao nhiêu phần trăm để mà phát triển kinh tế chẳng hạn. Đấy, mình phải hỏi cho nó rõ. Thì chính cái đó là cái cảm xạ đồ phần trăm nhé Hường nhé. Là mình phải đấy, là cái đấy rất là quan trọng. Thì đây là những cái tiêu chí, những cái tiên quyết để chúng ta trở thành một nhà cảm xạ giỏi. Và như thầy nói, hãy luyện tập để dành cho chúng ta, đây là một nghề để bảo vệ cuộc đời chúng ta, hết cái cuộc đời này và gia đình chúng ta. Cái nghề này không phải là nghề đi kiếm tiền, nhưng mà cái nghề này là cái nghề để bảo trọng cho toàn bộ họ hàng, gia đình chúng ta, con cháu chúng ta. Đấy, mai kia các bạn trẻ này thì lên ông lên bà, còn như thầy mới cô Tú là lên ông lên bà rồi, thì lúc ý lại phải lo cho các cháu. Thế rồi chỉ thử mà xem, thầy chỉ cần mười mấy năm nữa thầy lên cụ rồi, lên chức cụ là cái chắc. Bây giờ chỉ cần cháu của thầy bây giờ nó gần 5 tuổi rồi, bây giờ nó mà 20 năm nữa thì 25 năm nữa thì nó phải thành lập gia đình, thì đương nhiên thầy lên chức cụ rồi, đúng không? Rồi Tú cũng vậy, lại phải lo cho chắc của mình. Đó là một cái hệ hệ phả mà lợi lạc cực cao của cái ngành nghề cảm xạ năng lượng này. Cho nên là nhiều người phải lắng nghe, hãy nên nghe và nên tập, chứ còn cứ nghĩ rằng là tập để làm gì nhầm. Ngoài cái chuyện cho chúng ta được sức khỏe thì lại cho được chúng ta cái trí tuệ. Bởi vì những cái bài tập của sư phụ đều cho mọi người luyện hai bán cầu não này rất tốt. Và chúng ta thấy đấy, chúng ta luyện chúng ta sẽ thấy rằng cái não chúng ta cực kỳ tuyệt vời, và cảm thấy không bao giờ còn bệnh đau đầu nữa, là vì như vậy nhá. Đấy thì chúng ta thấy thấy đúng không? Nếu đúng cho chàng vỗ tay.